hậu quả của việc đội thợ kém chất lượng thi công thay cái máng inox các bác nhé. Các bác thấy ối dồi ôi chưa? Không phải ai cũng làm được đâu. SOS đến cho mái tôn Aqua để lên để xử lý hộ cái hệ thống mái máng nước mái tôn của cái nhà xưởng này đấy. Không phải ai có chuyên môn đâu các bác nhé. Tìm đội chuyên môn tốt, chuyên nghiệp thì rồi hãy gọi hãy thuê nhé. Không phải như ối dồi ôi như cái đơn vị này thì chết đấy.